Xin chào các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn câu đèn xe máy xài bình nha các bạn Xe bình mà xài đèn led á Mời các bạn đón xem Let's go Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cậu đèn pha xài bình Mình xài bình chứ không phải xài điện xe nha các bạn Trước tiên bạn uh, chuẩn bị cho mình một đoạn dây uh, dài khoảng 2 ngàn tay đi Các bạn thấy cái chụp này dùng cho xe quay rim nha các bạn Quay rim Trung Quốc, xe Nhật gì cũng được á Bạn thấy cái chụp mà từ ổ khóa ổ khóa mà xuống dây đường dây điện chính nữa các bạn ổ khóa mà có bốn dây á các bạn sẽ mở ra các bạn các bạn thấy dây màu đen này không dây màu đen này là dây điện sao ổ khóa nha các bạn dạ là có nghĩa là từ bình nó chạy qua ổ khóa rồi nó chạy ra là dây màu đen này các bạn mình sẽ câu dây màu đen này nè vô cái dây màu vàng của đèn pha đó nha các bạn còn dây màu đè dây màu vàng là dây này các bạn của chụp bên này dây, dây màu vàng nè các bạn màu vàng nha đừng có sọc gì nha các bạn dây màu vàng mình sẽ câu uh, từ dây màu đen có ổ khóa khóa là dây điện uh, dây điện uh, bình sau khóa vô dây màu vàng là dây đèn pha bắt đầu mình câu nha các bạn các bạn uh, chuẩn bị một sợi dây mà các bạn tước ra nói dây các bạn uh, đừng có cắt nha đây là dây màu đen nè các bạn các bạn hột vô, vô cái chui này lỗ của dây màu đen sao khóa các bạn bẻ vô giày rồi các bạn gắn chui lại nha các bạn rồi xong rồi còn còn đầu còn lại thì các bạn cứ nhớ gỡ ra nha gỡ ra các bạn gỡ ra họ các bạn cắt luôn nha nhưng đừng để cắt ra mình nói cộng màu đỏ này với cộng màu vàng này nè các bạn cộng màu vàng này là ok các bạn đừng để nha giờ dạ, để mà bà câu hóa lên cho các bạn xem các bạn thấy cái trái không tại ống đèn này hư rồi nó cháy yếu xìu các bạn nè mình xài bình tắt mở nè nó tại bóng này hư rồi nó không có sáng mình chuẩn bị mình gắn rồi mình thay bóng luôn nha các bạn cảm ơn các bạn xem clip nha chúc bạn thành công